Phương Lê buồn với khoảnh khắc chia tay. Hoa hậu Phương Lê không giấu nổi buồn bã, đau xót khi phải chia tay người đặc biệt này. Hoa hậu Phương Lê vừa gây chú ý trên trang cá nhân khi bày tỏ cảm xúc về việc phải nói lời chia tay với con gái, bé Victoria, tên thật là Đông Nghi. Theo đó, con gái Phương Lê đã quyết định rời xa vòng tay mẹ để đi du học tại Anh khi chỉ mới 14 tuổi. Điều này đã để lại nhiều cảm xúc trong lòng Phương Lê, không chỉ là nỗi buồn mà còn xót xa khi phải xa con trong thời gian dài. Phương Lê chia sẻ, em bé đã đến trường nhận phòng, bắt đầu cuộc sống không có cha mẹ bên cạnh trong nhiều năm. Mẹ có xót, có buồn lẫn đau tim nhưng mẹ hạnh phúc và tự hào lắm. Những dòng tâm sự của Hoa hậu Phương Lê đã khiến nhiều người xúc động và đồng cảm. Bởi ai làm mẹ cũng sẽ hiểu được sự khó khăn và đau lòng khi phải để con mình ra đi tự lập ở một nơi xa lạ giống Phương Lê. Việc con gái phải tự sinh sống và học tập ở một đất nước xa xôi khi tuổi còn quá nhỏ đã khiến Phương Lê không khỏi lo lắng và đau buồn. Bà xã Vũ Luân không giấu nổi sự thương con khi biết rằng, trong những năm tháng sắp tới, con gái sẽ phải tự mình đối mặt với nhiều thử thách mới mà không có mẹ bên cạnh. Nhiều người bày tỏ sự thấu hiểu với nỗi lòng người mẹ Phương Lê. Tuy nhiên, họ cũng cho rằng Phương Lê hiện tại may mắn vì có sự đồng hành của nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân và hai cô con gái song sinh Chiêu Nghi và Băng Nghi. Phương Lê hiện đang có cuộc sống hạnh phúc bên chồng là nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân. Cả hai đã làm lễ đính hôn vào tháng 8 vừa qua và hiện sống chung như vợ chồng. Trên trang cá nhân, Phương Lê và Vũ Luân thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào và tình tứ, khiến bao người ghen tị. Cô luôn nhận được sự chăm sóc và yêu thương đặc biệt từ Vũ Luân, người luôn coi Phương Lê như nàng công chúa nhỏ cần được nâng niu. Từ khi về chung một nhà, nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân liên tục thể hiện tình cảm chân thành và sự quan tâm đặc biệt dành cho Phương Lê. Trong những ngày gần đây, dù Phương Lê gặp phải nhiều chỉ trích từ khán giả do các lùm xùm không đáng có, Vũ Luân vẫn kiên định đứng bên cô, trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc để giúp Phương Lê vượt qua mọi sóng gió.